Hello, xin chào mọi người nhá. Xin chào Ta Giang, ngày hôm nay lâu lâu mới được đi chơi, mình lại đi hóng hớt tại xã Ta Gia. Ở đây có điểm hẹn chợ đêm và phiên chợ đêm người ta mở hôm nay là ngày khai trương và bắt đầu từ 16 giờ đến 22 giờ. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2023 và mời các bạn đi theo mình đi vào trong này xem cái khu chợ mà nói chung là chợ đêm thì ở huyện Than Uyên này thì lần đầu tiên người ta có một cái khu chợ đêm như thế này rồi. Mình mời các bạn đi theo mình đi vào trong khám phá xem ở đây có cái gì nhé. Mời các bạn theo mình. Hiện tại là bây giờ là gần đến giờ khai trương rồi ấy. Đến giờ khai trương rồi, mọi người kéo đến đây rất là đông. Hiện tại xe là không còn chỗ để ở bên ngoài rồi. Mời đi vào trong đi, mời vào trong đi. Đây, đến ngay cổng đầu tiên là có một cái cổng chợ đêm rất đỏ luôn. Thì mời mọi người cùng đi vào trong theo mình. Đây, cái cổng rất đẹp luôn nhá. Hiện tại đang là gần 4 giờ chiều rồi. Mình đi vào trong xem bên trong người ta chuẩn bị. Ở trong này thì có rất nhiều gian hàng để người ta bán hàng. Người ta bán hàng có rất nhiều bạn bè luôn nhá. Rất đẹp luôn này, có nhiều hàng đồ ăn, quần áo, tất cả các đồ chơi để chơi. Mời các bạn cùng xem. Đi vào trong, hiện tại bây giờ công tác chuẩn bị để cho buổi chợ đêm ngày hôm nay rất tất bật. Tất bật nha các bạn. Ở phía bên trong này có rất nhiều gian hàng và ghi tên các làng bản ở của xã Ta Gia ấy. Ở trong này người ta đang chuẩn bị bày hàng ra bán và sản phẩm ở trong này thì có rất nhiều hoa quả, trái cây, đồ ăn, món ăn của các dân tộc để người ta để bán đấy, cũng như là một trưng bày giới thiệu tất cả mọi người. Đây là kẹo bông. Và ở phía bên này có hình như là có cái ném còn luôn. Phía trên là có cái chắc tí trò chơi ném còn. Còn ban đêm thì người ta đã chuẩn bị củi ở trong này ấy. Để tí xòe luôn. Đây à, giới thiệu cho mọi người. Đây là củi thì người ta đốt rửa trại để người ta xòe rượu xòe của người Thái ấy, xòe vòng ấy. Và trong này trên này là khán đài. Khán đài chợ đêm tí nữa người ta bắt đầu tổ chức các hoạt động văn nghệ để chào mừng. Đây. Khá là đẹp luôn. Mình tranh thủ mình đi hóng tí nữa mình không vào được trong này ấy. Về bên này có một không gian văn hóa là thắng cố, thực phẩm phiên chợ Tha Gia, thắng cố ngựa ô và các món ăn dân tộc ấy. Hơi tối một tí, bây giờ là bên này là hiện tại đang ngực nắng và đây là có các món ăn để người ta ăn luôn này, có ăn đậu luôn.